truyền thống giả vờ từ chối nhận tiền lì xì dịp Tết. Lì xì vào dịp đầu năm mới là truyền thống tốt đẹp ở nhiều nước châu Á, trong đó có cả Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, mỗi nước lại có phong tục mừng tuổi riêng. bởi Trung Quốc có truyền thống để tiền mừng tuổi vào các phong bao lì xì màu đỏ, với ý nghĩa mong sự may mắn, thịnh vượng. Trong văn hóa Trung Hoa, màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng. Đó cũng là lý do màu này thường được chọn là hồng bao. Bên cạnh những nghi thức thường thấy, nhiều người Trung Quốc còn coi việc từ chối nhận tiền lì xì là một truyền thống không chính thức vào dịp Tết. Cụ thể đó sẽ là cảnh rằng co nhau từ chối không chịu nhận tiền mừng tuổi. Thông thường, màn rằng co này thường sẽ là những người lớn tuổi với nhau. Tuy nhiên nhìn chung, rất khó từ chối món quà đầu năm này. Sau cuộc chiến rằng co, chẳng ai giấu nổi niềm vui và sự thích thú khi được nhận bao lì xì trên tay.